Hello tất cả anh em của ngày này năm xưa. Có vẻ chuyên mục Weibo năm xưa chưa được anh em ủng hộ cho lắm. Đương nhiên thì chắc chắn là do tôi chọn nhầm chủ đề rồi, rút kinh nghiệm cũng như đọc comment của anh em. Vì vậy, trong số Weibo lần này, hãy cùng đến với Inuyasha nào. Hãy đăng ký kênh cũng như ủng hộ chúng mình bằng một nút like trước khi vào video nhé. Dù đã lên sóng 25 năm trước, nhưng Inuyasha, Khuyển Dạ Xoa vẫn là một trong những anime kinh điển được khán giả yêu thích và bàn tán cho đến hiện tại. Không chỉ sở hữu nội dung huyền ảo hấp dẫn mà Inuyasha còn gây ra tranh cãi với mối tình tày bà phức tạp giữa nam chính Inuyasha cùng Kagome và Kikyo. Inuyasha có tên nguyên bản là Sengoku Otogizoshi Inuyasha, dịch ra tiếng Việt là Chiến Quốc Ngự Già Thảo Tử Quỷ Già Xoa, là một tác phẩm manga của Takahashi Rumiko được phát hành trên tạp chí Weekly Shonen Sunday từ ngày 13 tháng 11 năm 1996 đến ngày 18 tháng 6 năm 2008. Câu chuyện kể về hành trình tìm ngọc tứ hồn của nữ sinh Higurashi Kagome, người có thể trở về thời chiến quốc nhờ chiếc giếng cổ thần bí trong nhà cô, và Inuyasha, một Hanzo, tiếng Nhật nghĩa là bản yêu, nửa người, nửa yêu quái. Phiên bản anime của tác phẩm bao gồm 193 tập phim và được chia thành 2 phần. Phần 1 có 167 tập và phần 2 có 26 tập. Phim được sản xuất bởi Sunrise Incorporated và được phát sóng bởi Yomiuri TV. Phần 1 được phát sóng từ ngày 16 tháng 10 năm 2000 đến ngày 13 tháng 9 năm 2004. Phần 2, Inuyasha Kanketsuhen, Inuyasha phần kết thúc, được phát sóng từ ngày 3 tháng 10 năm 2009 đến ngày 29 tháng 3 năm 2010. Thời chiến quốc loạn lạc, những cuộc chiến ác liệt không hồi kết để giành lấy sức mạnh, quyền lực, sự sống, tình yêu của hầu hết mọi sinh vật. Cuộc giao tranh bất phân thắng bại giữa thiện và ác, những thông điệp đậm tính nhân văn, dấu chất triết lý về tình bạn, tình yêu, tình người. Sự lồng ghép đầy tự nhiên mà không kém phần sắc sảo của những truyền thuyết ma mị, những yếu tố tâm linh kỳ ảo mang đậm phong vị Nhật Bản nói riêng và Á Đông nói chung của tác giả Takahashi Rumiko đã khiến cho bộ anime này để lại nhiều ấn tượng cho thế hệ 8X, 9X, đầu 10X chúng ta. Cũng đã hơn chục năm rồi nên có thể các bạn sẽ quên mất nội dung, nhưng đừng lo, hãy để ngày này năm xưa chúng mình kể sơ qua nhé. Bối cảnh là Nhật Bản thời chiến quốc. Câu chuyện bắt đầu khi Inuyasha, một bán yêu, tấn công một ngôi làng để cướp ngọc tứ hồn, một bảo bối có thể khiến anh trở thành yêu quái hoàn toàn. Để ngăn cản anh, Kikyo, một pháp sư, bắn một mũi tên phong ấn Inuyasha vào một gốc cây đại cổ thụ. Tuy nhiên, vì bị thương nặng, biết mình không thể qua khỏi, Kikyo dặn Kade, em gái cô, thiêu xác mình cùng ngọc tứ hồn để nó không rơi vào tay kẻ xấu. Ở thế giới 550 năm sau, Higurashi Kagome, một học sinh ở Tokyo, đang mừng sinh nhật 15 tuổi cùng ông nội, mẹ và em trai Shota. Một hôm, một yêu quái rết chui ra từ giếng cạn trong nhà Kagome và tấn công chú mèo của cô. Vì cứu chú mèo, Kagome đã rơi xuống giếng và trở về Nhật Bản 500 năm trước. Ở đây, cô gặp Inuyasha, lúc này đang bị phong ấn vào gốc cây đại cổ thụ. Trong khi đó, yêu quái rết vẫn bám theo Kagome để cướp ngọc tứ hồn. Cô giải ấn cho Inuyasha để anh tiêu diệt yêu quái. Nhưng sau đó, anh tấn công Kagome để cướp ngọc tứ hồn. Kade, lúc này đã là một bà lão, ném một chuỗi hạt vào cổ Inuyasha và bảo Kagome niệm thần chú để khống chế anh. Kagome nói, ngồi xuống, Osuwari, và chuỗi hạt kéo Inuyasha đập mặt xuống đất. Khi cả hai bình tĩnh lại, Kande giải thích rằng Kagome là kiếp sau của Kikyo và ngọc tứ hồn không bị phá hủy mà xuất hiện trong cơ thể của Kagome. Vì vậy, Kagome có năng lực thanh tẩy giống như Kikyo và thừa kế nhiệm vụ của Kikyo. Tuy nhiên, Kagome chưa có kinh nghiệm để đảm nhận một nhiệm vụ khó khăn như vậy. Một hôm, cô bị một yêu quái bắt cóc để cướp ngọc tứ hồn. Vì ngăn cản hắn, Kagome vô tình làm vỡ ngọc tứ hồn thành nhiều mảnh. Theo lời đề nghị của Kade, Inuyasha và Kagome hợp tác để đi tìm các mảnh vỡ của ngọc tứ hồn. Dần dần, họ kết nạp thêm 4 thành viên vào nhóm. Shippo, một chú hồ ly nhỏ tuổi, mồ côi cha mẹ. Miroku, một nhà sư trẻ đẹp trai và háo sắc. Shango, một cô gái làm nghề diệt yêu quái cùng cô mèo Kirara của mình. Trên đường đi tìm các mảnh vỡ của ngọc tứ hồn, nhóm Inuyasha gặp nhiều bạn bè và kẻ thù. Sesshomaru, anh cùng cha khác mẹ của Inuyasha, luôn muốn cướp thuyết toái nha của em trai mình. Kikyo, lúc này đã hồi sinh nhờ một phần linh hồn của Kagome. Koga, trưởng tộc yêu sói, và Naraku, nhân vật phản diện chính của tác phẩm. Chính hắn là kẻ đã gài bẫy để Inuyasha và Kikyo hiểu lầm và thù ghét nhau, tạo ra hang gió trên bàn tay phải của ông nội Miroku, giết sạch dân làng nơi Sango ở. Chỉ còn Sango và Kohaku, em trai cô, là hai người duy nhất sống sót, và lợi dụng mâu thuẫn giữa Inuyasha và Sesshomaru để hãm hại họ. Hắn luôn dùng những thủ đoạn bị ổi để chiếm đoạt ngọc tứ hồn để thực hiện những âm mưu xấu xa. Dần dần, các mảnh vỡ được thu thập đầy đủ và ghép thành ngọc tứ hồn hoàn chỉnh. Khi đó, nhóm Inuyasha và Sesshomaru vào trong cơ thể của Naraku, lúc này đã là một con nhện khổng lồ, để chiến đấu và tiêu diệt hắn. Ở trận chiến cuối cùng, Kagome bắn một mũi tên thanh tẩy vào Naraku và ngọc tứ hồn. Naraku chết, nhưng ngọc tứ hồn vẫn không bị phá hủy.
vì trước kia Naraku ước có được tình yêu của Kikyo, nên Kagome, vốn là kiếp sau của Kikyo, bị nút vào trong Ngọc Tứ Hồn qua Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá, được mở ra bởi Byakuya, một phân thân của Naraku, sau khi hắn dùng thanh kiếm của mình hấp thụ sức mạnh này của Thiết Toái Nha và chém Kagome. Tại đây, Kagome chiến đấu với Ngọc Tứ Hồn. Biết Kagome đang lo lắng và sợ hãi sau khi bị hút vào Minh Đạo, Ngọc Tứ Hồn khuyên cô ước một điều ước ích kỷ, được trở về thế giới của mình, gặp lại gia đình và bạn bè. Khi đó, Naraku sẽ hồi sinh và Kagome sẽ thay thế Midoriko, người tạo ra Ngọc Tứ Hồn, chiến đấu với Naraku. Giống như bấy lâu nay, linh hồn Midoriko chiến đấu với linh hồn của các yêu quái trong Ngọc Tứ Hồn. Tuy nhiên, Inuyasha dùng Thiết Toái Nha mở Minh Đạo Tàn Nguyệt Phá để đến chỗ Kagome. Sự xuất hiện của Inuyasha khiến Kagome bình tĩnh lại. Cô nhận ra rằng, vì trước kia, Kikyo ước được gặp lại Inuyasha sau khi chết, nên Ngọc Tứ Hồn xuất hiện trong cơ thể Kagome, vốn là kiếp sau của Kikyo. Nhớ lại điều ông nội mình dạy, Kagome nhận ra rằng điều ước thật sự là điều ước để Ngọc Tứ Hồn biến mất vĩnh viễn. Kagome nói, Ngọc Tứ Hồn, ta ước cho ngươi biến mất, mãi mãi. Và nhiệm vụ phá hủy Ngọc Tứ Hồn của cô kết thúc. Inuyasha đưa Kagome trở về nhà. Nhưng sau đó, giếng cạn trong nhà Kagome mất tác dụng, nên Inuyasha và Kagome không thể đến thế giới của nhau trong một thời gian. Ở Nhật Bản thời chiến quốc, 3 năm sau, Miroku và Sango kết hôn và có 3 đứa con. Rin, cô bé trong nhóm Setsumaru, ở lại làng của Kade để làm quen với cuộc sống của con người. Shippo vào rừng luyện tập để trở thành đại hồ yêu. Kohaku luyện tập cùng Kirara để trở thành người diệt yêu quái giỏi giống chị mình. Koga kết hôn với Ayame và trở thành trưởng tộc yêu sói. Kagome ở lại thế giới của mình để đi học. Sau khi Kagome tốt nghiệp chương trình phổ thông, giếng cạn trong nhà cô phát huy tác dụng trở lại. Câu chuyện kết thúc khi Kagome trở về Nhật Bản thời chiến quốc để kết hôn với Inuyasha. Bất chấp bầu không khí buồn tẻ của cốt truyện, nó không chuyển sang mức đáng sợ nhờ khả năng kết hợp kinh dị và bạo lực siêu nhiên với hài kịch và lãng mạn của Takahashi. Ngay cả những tình huống căng thẳng và đẫm máu nhất cũng có thể nhanh chóng trở nên hài hước và vui nhộn. Bộ truyện cũng nổi tiếng với nhạc nền tuyệt vời và các bài hát mở và kết thúc bổ sung nhiều tâm trạng cho tập phim. Người ta thường khẳng định rằng xem bất kỳ anime nào sẽ không trọn vẹn nếu không nghe OST của nó. Điều này càng đúng hơn đối với Inuyasha. Phận làm ác bá, đam mê giết chóc, vô định tung hoành, quật cường phóng túng, bỗng mơ thấy ta gục trên vách đá, chống tay lên cổ nghe tiếng hồn kêu. Muôn vật đắm trong màn đêm u tối, khi nắng hồng thiên lướt cạnh đồi, vẻ đẹp giai nhân đắm đuối rõ ràng, tuyệt đỉnh thanh khiết thoát nét lạnh lùng. Nàng đến với ta bằng chút thương hại, ta đến với nàng khát cầu tha thiết. Trên nền đất than ôi thân kiến muối, ta muốn liệm đi tìm giấc cầu yên. Choang tỉnh dậy nhìn khắp chốn mênh mông, yêu nghiệt, súc sinh lũ lượt kéo đến. Ta cùng chúng thực hiện cuộc giao dịch, chợt gượng cất tiếng cười che tiếng khóc. Như đã nói ở trên, mặc dù đã 23 năm Inuyasha được công chiếu, dù đã quên gần hết nội dung, nhưng chúng ta vẫn phải công nhận một điều rằng Inuyasha vẫn là một tượng đài bất diệt với những bài học, những triết lý, thậm chí là những tranh cãi mà đến tận bây giờ chúng ta vẫn thường nhắc lại, như Inuyasha yêu Kagome hay Kikyo hơn. Tuy ở cuối phim, Inuyasha đã kết hôn và có cái kết đẹp với Kagome, nhưng suy cho cùng, Kikyo vẫn là tình đầu khó phai của y. Năm xưa, Kikyo là người bảo vệ viên Ngọc Tứ Hồn và từng là người yêu của Inuyasha. Tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai bị tên phản diện Naraku hãm hại. Sau đó, vì chiến đấu với Inuyasha mà Kikyo bị thương nặng rồi qua đời. Trước khi chết, cô ước Ngọc Tứ Hồn có thể trở lại bên Inuyasha, và điều đó khiến cho cô trở thành tiền kiếp của nữ chính Kagome. Tuy nhiên, ở giữa phim, Kikyo được hồi sinh bất ngờ, tạo nên cục diện rối rắm. Tình yêu Inuyasha dành cho Kagome và dành cho Kikyo là hai loại tình yêu khác nhau, không phải yêu ai hơn hay yêu ai nhất, mà hai tình cảm ấy khác nhau từ bản chất. Tình yêu không phải là một vật có thể đo đạt hay định lượng, bạn không thể so sánh cao thấp được. Bạn muốn tìm kiếm cảm giác an ủi tâm hồn ư? Chẳng để làm gì đâu, chỉ có thể xem tình cảm nào được tác giả Takahashi ủng hộ hơn. Lật đi lật lại tác phẩm nhiều lần như vậy, ta có thể thấy rằng Inuyasha chưa một lần thẳng thắn nói ra lời yêu Kagome, thế mà lại nhiều lần hứa hẹn với Kikyo, nhiều lần gạt Kagome sang một bên mà đuổi theo nàng. Có thể đến đây chúng ta đã nghĩ đây là câu trả lời rồi, Inuyasha yêu Kikyo hơn. Nhưng nếu xem xét tỉ mỉ một lần, Inuyasha hứa hẹn với Kikyo nhiều lần như vậy nhưng lại chưa bao giờ thực hiện nổi một lần. Mỗi lần hứa mà không làm được, cảm giác áy náy của anh với Kikyo lại càng sâu sắc hơn. Nhưng đối với Kagome, anh không khoác trên vai nhiều gánh nặng như vậy. Tình cảm giữa hai người họ vô cùng đơn thuần và trong sáng. Có một tình tiết trong phim gây ấn tượng vô cùng mạnh mẽ cho mình.
ấy là khi yêu quái giũa xúc tu tấn công ba người bọn họ. Phản ứng đầu tiên của Inuyasha là ôm lấy Kagome tránh sang một bên, sau đó mới quay đầu sang để chắc chắn rằng Kikyo không sao. Mình nghĩ tác giả thật sự có chủ ý khi xây dựng nên tình tiết này. Chuyện xảy ra trong giây lát ấy chẳng phải đã làm sáng tỏ mối quan hệ giữa ba người bọn họ hay sao? Kagome, người Inuyasha không tài nào buông tay được, sớm chiều bên nhau, vào sinh ra tử, bảo vệ cô đã trở thành bản năng tự nhiên của anh. Kikyo, người Inuyasha không tài nào quên đi được, đêm ngủ mơ tới, ngay giữ trong lòng, sự an toàn của nàng là điều anh không thể mặc kệ. Ở tập Inuyasha chọn Kikyo, anh nói rõ ràng rằng anh không thể nào tận hưởng sự bình yên thoải mái khi ở bên cạnh Kagome, vì Kikyo đã chết vì anh phải cùng Kikyo xuống địa ngục. Thế mà khi Kagome mỉm cười nói rằng cô muốn ở bên cạnh anh, muốn anh hạnh phúc, anh liền quên luôn việc trở lại với Kikyo rồi. Inuyasha chưa một lần quên góc khuất ẩn sâu trong lòng và cảm giác tội lỗi đối với Kikyo. Nhưng tận đáy lòng, điều anh muốn theo đuổi nhất là những sự ấm áp, sự tươi sáng mà Kagome đem lại cho anh. Đấy là bản tính của con người. Kagome thua Kikyo ở chỗ, tận sâu trong tâm hồn cô không hề có nỗi cô đơn sâu thẳm như Inuyasha. Cô đau lòng cho anh, nhưng có lẽ sẽ không bao giờ đạt được đến mức đồng cảm. Tôi nhớ có ai đã hỏi Stephen Hawking rằng điều gì ông cảm thấy cảm động nhất trong vũ trụ. Hawking trả lời rằng đấy là điểm tương đồng giữa những thứ tưởng như không liên quan. Đúng vậy, Kikyo và Inuyasha, một bên là người, bên còn lại là bán yêu. Không có mối liên hệ nào, nhưng do vận mệnh mà lại hình thành một mối liên kết đặc biệt. Đó là điều dễ khiến con người ta dễ rung động nhất. Tình cảm giữa Inuyasha và Kikyo là xót thương. Kikyo thua Kagome ở chỗ, nàng không thể thẳng thắn vô tư đối diện với tình cảm của bản thân. Nàng vẫn luôn kiêu ngạo, cũng không thể cùng Inuyasha có một câu chuyện tình cảm lâu dài mà hai bên thấu hiểu đối phương, đồng hành cùng nhau. Nàng và Inuyasha chưa kịp có thời gian để đôi bên tạo dựng niềm tin sâu sắc, đã mắc phải thủ đoạn hiểm độc của Naraku. Nếu Naraku giở trò này với Inuyasha và Kagome, thì liệu âm mưu đấy có thành công hay không? Chắc chắn là không, bởi vì sự tin tưởng giữa Inuyasha và Kagome là do những tháng ngày bên nhau bồi đắp nên. Vững vàng, chắc chắn, tình cảm giữa Inuyasha và Kagome là tin tưởng. Đối với Kikyo, anh học được trách nhiệm. Đối với Kagome, anh học được tín nhiệm. Đấy là sự khác biệt giữa tình cảm của Inuyasha đối với hai người. Làm sao bạn có thể đánh giá nặng nhẹ được đây? Ngoài câu hỏi trên, Inu yêu ai nhiều hơn thì như đã đề cập, tất cả các nhân vật trong bộ phim chẳng thừa, chẳng thiếu. Mỗi nhân vật đều có một dấu ấn riêng và tính cách riêng của họ. Nếu xếp từng cái tên nhân vật có nhiều ấn tượng nhất trong Inuyasha thì hẳn đó sẽ là một danh sách rất dài. Những người đứng đầu luôn là một nhân vật phụ, Kagura. Kagura vốn là một thực thể yêu quái được sinh ra từ cơ thể của Naraku. Một tên bán yêu, có yêu lực mạnh khủng khiếp, đã gây ra nhiều tội ác chỉ để thỏa mãn dã tâm của hắn. Kagura trong Inuyasha được mô tả là một yêu quái có khả năng điều khiển gió và tử thi. Trong thời gian tồn tại, Kagura đã giúp Naraku làm những việc tán tận lương tâm và gây không ít khó khăn cho nhóm của Inuyasha trong quá trình tìm kiếm Ngọc Tử Hồn. Thế nhưng, có lẽ vì mang trong mình năng lực của gió, mà tâm hồn của Kagura cũng giống như gió. Cô khát khao sự tự do nhiều đến mức sẵn sàng phản bội lại kẻ đã sinh ra mình, giống như hoa hướng dương, luôn nghiêng mình về phía mặt trời. Kagura lao về phía ánh sáng tự do, đến mức sẵn sàng chết đi như con thiêu thân, chỉ để nếm trải nó trong phút chốc. Mình vẫn nhớ như in phân cảnh Kagura tan biến đi và hóa thành cơn gió thổi tung những cánh hoa. Chẳng còn gì sót lại ngoài trừ một chiếc lông vũ trắng muốt lập lờ theo những xoáy động không trung. Cảnh tượng chết đi đó thật mới đẹp làm sao, xúc cảm làm sao. Kagura đã tự do, dù phải đánh đổi bằng cái chết của chính mình. Giây phút sau cùng của Kagura bắt đầu bằng sự hy vọng, rồi tuyệt vọng, cô độc, hoang mang và cuối cùng là hạnh phúc, thanh thản khi nhìn thấy Sesshomaru. Thật sự mà nói, trong những phân đoạn của cốt truyện, những tình cảm của Kagura được thể hiện, biến chuyển rất ít. Ít đến nỗi khi Kagura muốn gặp lại Sesshomaru trước khi chết, mình đã tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu. Kagura yêu Sesshomaru vì điều gì? Hay là vì cô ấy là một yokai nên đã bị yêu lực mạnh mẽ của Sesshomaru cuốn hút? À, hoặc có lẽ Kagura đã đem lòng ngưỡng mộ Sesshomaru với sự tự do của anh ta. Sự tự do phiêu du, làm mọi điều mình muốn, tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc sống và thỏa mãn khát vọng của chính mình. Có lẽ cảm xúc của Kagura dành cho Sesshomaru là thứ duy nhất đến hiện tại mình vẫn không thể cảm được. Bởi lẽ trong các arc của truyện, Kagura chẳng thể hiện điều gì cho thấy sự biến chuyển tâm lý và cảm tình của mình dành cho Sesshomaru ngoài việc ngưỡng mộ và hy vọng anh ta có thể đánh bại Naraku và trả lại sự tự do cho cô ấy. Nhưng sau cùng, người đến bên cạnh Kagura vẫn là Sesshomaru, kẻ có trái tim ấm áp ẩn dưới gương mặt lãnh đạm lạnh băng. Câu nói cuối cùng của Sesshomaru đã khiến cho Kagura cảm thấy mình đã được đáp lại, dù rằng đó chẳng phải là một lời tỏ tình. Và nhờ đó, nỗi cô độc đã bị xua tan, chỉ còn lại sự thanh thản khi hóa thành cơn gió tự do, tự tại. Trong Inuyasha có rất nhiều câu thoại đắt giá, nhưng câu thoại cuối cùng của Kagura hẳn là câu thoại đắt giá nhất xuyên suốt bộ truyện. Ta là gió, một cơn gió tự do. Như một lời khẳng định,
đó là khát khao và lý tưởng sống của cả cuộc đời Kagura. Dù rằng chỉ được nếm trải nó trong giây lát, nhưng từng đó đã khiến cô ấy thỏa nguyện. Giờ đây, Kagura đã hóa thân thành gió, tuôn đi muôn nơi, bay về muôn ngã, một cơn gió tự do. Trên đây là hai trong số rất nhiều những khoảnh khắc đáng nhớ mà trong lúc xem lại, ngày này năm xưa chúng mình cảm thấy ấn tượng nhất. Để phân tích bộ phim tuổi thơ này thì hàng chục, thậm chí hàng trăm video cũng không thể nói hết. Thế còn bạn, bạn có khoảnh khắc nào đáng nhớ không? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của mình ở phần comment nhé. Đến đây, cảm ơn các bạn đã xem hết video này của chúng mình. Với câu slogan đã đi vào tiềm thức, bạn không nhớ, hãy để chúng tôi nhớ hộ bạn. Biết đâu mà sau khi xem qua, biết đâu trong đầu các bạn sẽ chạy dòng chữ: à, mình nhớ cái này thì sao? Hãy đăng ký cũng như ấn like video giúp chúng mình nhé. Ngày này năm xưa xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye bye!